vị và các bạn, hôm nay Quốc Thịnh đang ở chợ thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay Quốc Thịnh sẽ review cái khung cảnh chợ ngày giáp Tết của thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Đây là chợ thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Nơi đây, ngã ba đây là đường Nguyễn Văn Voi và chợ Bách Hóa Mỹ Phẩm. Đây bên tay phải mình là ăn uống rồi đó. Đây chợ. Bây giờ Quốc Thịnh mời cả nhà rảo quanh một vòng chợ thị trấn Cái Tàu Hạ ngày giáp Tết nha. Quốc Thịnh đang đi trên đường Nguyễn Văn Voi. Đường Nguyễn Văn Voi hàng năm bán bông hoa và những cái trang trí nội thất các bạn. Đây là Bách Hóa Xanh của thị trấn Cái Tàu Hạ các bạn. Và những khu này là bán quán cà phê và những cái dịch vụ ăn uống như Tóc Việt, cà phê Bin Sài Gòn. Đầu đường Nguyễn Văn Voi từ trên chợ đi xuống thì chợ bán dưa hấu nha các bạn. Bán dưa hấu. Năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 mà cái lượng dưa hấu cũng giảm theo. Do người ta đi trồng phải mấy tháng trời mà lúc đó thì đi đứng là bị phạt khoảng 2 triệu đồng một người một lượt đi. Quốc Thịnh muốn trình bày cái khó khăn đó cho cả nhà hiểu rõ để thông cảm cho Quốc Thịnh những lúc mà Quốc Thịnh không có đi phát quà từ thiện, không làm những cái mà dịch vụ mà các bạn bè ở thị trấn Cái Tàu Hạ giao cho. Vì muốn đi ra đường phải có giấy phép, mà muốn xin giấy phép được thì cũng phải 1-2 ngày rồi mới dám đi. Vì một cuốc xe người ta chở có 500.000 mà người ta không dám nhận, lý do là người ta bị phạt thì người ta giữ chiếc xe qua lâm luôn, là khỏi đi đâu luôn đó nha các bạn. Thì bây giờ Quốc Thịnh đang rảo quanh một cái vòng chợ thị trấn Cái Tàu Hạ. Do dịch bệnh Covid, những người dân trồng hoa kiển của khu vực này, của khu vực thị trấn Cái Tàu Hạ, của huyện Châu Thành, những cái xã trong như An Phú Thuận, An Khánh, Hòa Tân, xã Mát và Phú Hộ, người ta giảm rất là nhiều nha các bạn. Thưa quý vị và các bạn, để quay được những thước phim này, Quốc Thịnh không phải là người chuyên gì quay, nhưng mà do đi bán bọc về sẵn rồi quay luôn. Đó. Mày vô. Cái này là chỗ xuống mơ nè nha. Để mình vòng qua đây để mình quay khu vực này nhiều một chút. Chậu này nhiều tiền à ha? Cái chậu mũ không á? Là nhiêu cái chậu mũ không á? Trời. Cái cặp này có 600 mà anh ơi. Một cặp gì 600 hả?
nhiêu cặp rồi ông chủ ơi? Nguyên vật này là của anh Vũ không hả anh Vũ? Dạ. Bữa nay anh Vũ chơi hàng khổng lồ không hả anh Vũ? Đẹp quá ta. Mua bông hả chị? Đẹp quá. Cái này nó tết nở, nó nở hết trơn không à? Nó gì dừa đó chứ. Ta mới canh đó, ta canh. Thôi 3,5 đi. Không này nó thiệt chứ, bây giờ có 6 cậu rồi chứ không có nhiều đâu mà nó thích. Thank you.
vô, mua vô. Mua vô đi cho. Năm nay anh bạn Vũ là chơi hàng siêu to khổng lồ không nha. Đây là ông chủ Vũ đây, ở xã Lò, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp nha. Quầy của anh Vũ đây ngay chỗ câu lạc bộ Châu Thành. Đó, năm nay anh Vũ chơi siêu to khổng lồ không nha. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 mà cái lượng bông so với năm nay, năm rồi thì nó ít hơn nhiều nha. Cái này là từ làng hoa Sa Đéc xuống nè. Cái này thì từ làng hoa Sa Đéc xuống ở chỗ này nè. Đây là vùng bên trong của đường Nguyễn Văn Doi của thị trấn Cái Tàu Hạ này nha. Đi thẳng lên đó là chợ Cái Tàu Hạ đó. Còn mà nếu mình rẽ trái, rẽ phải đây này thì ra quốc lộ 80. Cái này là đường Nguyễn Văn Doi nè. Đây rẽ ra đây là quốc lộ 80 nha. Giờ xa xa kia là bên quốc lộ 80 đó. Thì trong mùa dịch bệnh mà Quốc Thịnh đã từng quay cái khu vực này rất là vắng, nhưng mà so với bây giờ thì tấp nập nhộn nhịp hơn. Bên tay trái mình là cơm tấm nhung, và bên tay trái phía màu cam cam là Phương Trang, và bên tay phải đây là Thế Giới Di Động. Còn nếu mình qua cái dòng xây này, mình đi thẳng là đi tới cái bến đò Cái Tàu Hạ, và đi bên đây là về Vĩnh Long. Thì cho các bạn thấy cái khung cảnh thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, Đồng Tháp ngày sắp Tết. Mình rảo quanh đây nha, sẵn ở trên xe mình đi giao bọc rồi mình làm luôn. Nếu mà đi thẳng lên là đi về cầu Cái Tàu Hạ, đi về Sa Đéc, Nha Mân đó các bạn. Bên tay phải mình là khu điện Châu Thành, Đồng Tháp. Thì
gần tới chùa Phước Long bên tay phải mình nè. Chùa Phước Long bên tay phải mình. Đây là chùa Phước Long. Và bên tay trái mình là cơm tấm Kỳ Tài. Nó còn cái tàu hạ trước mặt mình đó. Bên tay trái đây là bến tre cũ rồi đó đó. Thì bến tre cũ của thị trấn cái tàu hạ cho thành bây giờ là Thua Văn đó. Và bây giờ mình chạy xuống tới sông này. Chỗ chính cò, chỗ số Huệ là đây nè. Lò rồi đó, khu vực này nè, nhà Âu Quốc Mĩnh rồi đó. Rồi nè, quay YouTube. Hello, cho hỏi vài câu coi. Đi chợ hả cô? Đi chợ sắm hoa hả? Mình ở xã nào mà đi thị trấn này? Ở xã An Khánh. An Khánh nè. Dạ. Kinh làm YouTube là gì? À, kinh Vương Quốc Thịnh. Dạ. Ở chợ An Khánh. Chợ An Khánh hả? Rồi năm nay đi mua được nhiều không? Nhiều, mua nhiều lắm. Mua chở xe ba gác về luôn. Thế mà ghét luôn ha. Dịch thì dịch nhưng mà hết dịch vẫn ăn Tết lớn, hoành tráng. Dạ. Dạ. Đổ chậu đi con. Nó 220 anh ơi. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những hình ảnh vòng quanh thị trấn cái tàu hạ, chợ bông hoa, chợ cái tàu hạ. Nhân dịp đầu năm, năm Quốc Thịnh xin chúc các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Đến đây video của Quốc Thịnh xin được tạm dừng. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.